Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh review Transformer VN của mình. Mình là Huyết Long. Thì hôm nay mình sẽ làm clip review về em LS08 vừa mới được phát hành trong tháng này thôi. Thì thực sự cái B hãng BMW như là cái máy đẻ vậy đấy. Cứ một tháng là lại ra một sản phẩm mới liên tục, chắc là tháng sau lại ra LS09. Thì LS09 là hình mình nghe được thông tin thì nó sẽ là cái con tăng, con xe tăng tăng Bro, và cái nó được thiết kế lại từ cái con tăng của Studio Series. Đó, làm lại upscale cũng như là thêm một số chi tiết chỉnh sửa. Đó là thông tin về LS09. Còn hôm nay mình làm clip review LS08 nha các bạn nha. Thì LS08 nó chính là con Sidewip. Sidewip hay là Sidewire nhỉ? Thì như là Sidewire nhưng mà mình cứ quen mồm đọc là Sidewip. Thì nguồn gốc con này là ở phe Autobot và xuất hiện ở trong phim phần 2, phần 3 của series phim Transformer của bác Bảy đó. Thì ấn tượng mình về em Sideway này thì rất là cun ngầu đó, mặc dù tần suất xuất hiện không nhiều nhưng mà xuất hiện là rất là ngầu luôn. Những cái cảnh nó hành động giết giết cái con sai sai gì nhỉ, ở phe Decepticon ấy mà nó ở dạng ô tô nó bỏ chạy ấy. Thì ông này ông làm phát cưa đôi người luôn, rất là ấn tượng luôn đó, rất ấn tượng. Sau đó là một cái cảnh nữa, đó là cảnh đấu súng ở Mexico, lúc mà có cả Iron Hai đấy, lúc mà cân với cái hai thằng Decepticon ấy, Crank Case với cả cái chả nhớ tên nữa, nhưng mà đại loại là hai thằng Decepticon đó, rất là ngầu. Thì cái con này thì mình biết được, theo thông tin mình nắm được thì là cái bản gốc của con này ấy, nó vốn là từ một cái con Sideswipe của hãng Hasbro cơ, nhưng mà nó là cái bản bản tên là gì nhỉ, tên là Side Side Arm hay là Human Ally nhỉ, nhưng mà đại khái là cái con Sideswipe nó sẽ có cái màu đỏ đỏ và bạc cơ đó. Đó mới chính là cái bản gốc của cái con Sideswipe này đó. Thì bây giờ là BMW có làm lại sơn này, mình thấy sơn tút tát màu bạc khá là đẹp đó, màu bạc bạc rất là sáng luôn, trông cũng khá là đẹp. Và ngoài ra thì cái tổng thể của nó thì mình thấy là trông cũng khá là ổn. Đây hai cái này còn kéo lên được cơ đó, tổng thể thì trông khá là đẹp đây, mình đánh giá là khá là đẹp đó. Nhưng mà tuy nhiên là nó hơi nhỏ, mình thấy là nó hơi nhỏ. Thực sự thì kể cả cái con này nhá, mà nó làm oversize lên ấy, thì cũng rất là đẹp, rất là đáng tiền luôn. Kể cả họ làm to lên, oversize lên mà thêm tiền lên thì mình cũng cũng thấy đáng. Tại vì thực ra là quan điểm cá nhân thôi, mình thì mình thích chơi hàng hàng to đó, hàng to chơi nó đã. Chứ còn những cái con nhỏ như này thì mình lại chưa thích lắm, mình thích to cơ. Đấy, kể cả to lên nhưng mà đắt tiền thêm thì mình cũng đồng ý thôi, nhưng mà muốn nó to lên, chứ như này nó nhỏ quá. Cỡ như này thì đúng như kiểu sỡ cỡ gọi là size deluxe, size nhỏ của hàng xịn ấy, hàng Hasbro ấy, họ phân ra là thì là size deluxe thôi đó. Rồi về tổng thể thì trông khá là ổn, lưng thì vẫn hơi thô một chút, hơi cồng kềnh một chút đó, còn tay tiếc chân thì khá là đẹp, khá là ổn đó. Mặt đây cũng khá là ngầu. Về phụ kiện đi theo thì chúng ta đã thấy đây là có hai thanh kiếm này ở hai tay này, và ngoài ra là có hai cái khẩu súng đó, như ở trong cái màn đầu súng mình đã nói đấy đó, thì nó sẽ có hai khẩu súng như này ở hai tay đó. Thì đây là cái hộp của nó này, cái hộp đây thì vẫn có thể mở cái trang bìa này ra được và chúng ta có thể xem được ngay trực quan bên trong nó là như thế nào đó. Và cái hình này này, cái hình vẽ đồ họa máy tính này mình thấy rất là đẹp, khá là đẹp, khá là ấn tượng với cái hình bìa này, khá là đẹp đấy chứ đó. Cái hộp thì cũng không to lắm, và cái gì nhỉ,
cái hình bìa này mình sẽ, có lẽ là mình sẽ lên mạng tìm hình bìa này mà làm hình nền điện thoại khá là đẹp này. Đấy là tại vì mình cũng thích cái nhân vật này ấy. Nhân vật này cũng khá là để lại nhiều mình ấn tượng cho mình, cho nên là mình cũng khá thích. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhận xét về cái khớp của con này thì thực sự là nó nhỏ. Và ngoài ra thì nó vẫn giữ nguyên các khớp như bản gốc thôi. Chúng ta sẽ không có nâng cấp gì về khớp cả. Đó là cái phần này chúng ta sẽ là cái tay, nó chỉ là cái khớp cầu thôi. Khớp cầu thì nó sẽ rất là linh hoạt, nhưng mà tuy nhiên là chơi nhiều nó sẽ bị giãn, tức là nó sẽ bị lỏng các bạn ạ. Đấy, nó sẽ bị lỏng đi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo hai kiếm ấy. Kiếm ra luôn. Rồi. Bây giờ thì về phần chân này thế này, chúng ta sẽ không có cái độ nảy cái cạch gì đâu. Nói chung là thực sự thì đa số các cái con sản phẩm LS của BMW thì mình thấy là nó chỉ trưng thôi, chứ còn chơi nhiều thì nó sẽ giãn rất là nhanh. Còn chúng ta để nguyên một dạng robot trưng thôi, hoặc là để nguyên dạng xe trưng thôi đó. Chứ còn như hàng của Huy Giang ấy thì khớp họ rất là chăm chút đầu tư, nên khớp nảy cái chơi nó đã lắm. Chúng ta có thể vọt, transform, pole, pick các kiểu được. Đó, đó chính là điểm mạnh của Huy Giang với cả BMW. Thì bây giờ mình sẽ transform con này nhanh thôi, tại vì cũng không phải là phức tạp lắm. Nhưng mà tuy nhiên trông nhỏ này nhưng mà chan cũng nhiều bước phết đấy. Cũng khá là hay. Không, nhưng mà nó không phức tạp đâu, như kiểu cái con lấy 07 đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ transform em này nhá. Đó. Thì mình làm cũng transform thì không theo sách vở đâu, mình cứ nhớ theo trí nhớ trình tự thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xử lý cái phần lưng này trước này. Hai cái này chúng ta sẽ kéo ra hai bên này để tạo ra cái khoảng hở để chúng ta nhấc cái lưng này ra. Đây, chỗ này thì các bạn sẽ chú ý một chút này, nó sẽ dịch cái này lên này. Đây, chúng ta sẽ kéo này lên và xoay lại. Đó, cái này nữa này, cái này chúng ta sẽ bẻ lên này, nó chính là cái phần đuôi xe đấy. Đó, cái phần này ấn xuống. Đó. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ thu cái đầu này lại luôn này. Đây, cái phần đầu này chúng ta sẽ ấn nó vào thôi. Đó. Và đồng thời thì cái chỗ ngực này chúng ta sẽ kéo ra, phía đây có cái cài này. Chúng ta sẽ kéo nó ra như này và nhấc được cái phần này lên. Thì như mình đã nói rồi, cái con này nó transform nó cũng không phải là phức tạp lắm, nhưng mà cái cách chan của nó cũng khá là hay các bạn ạ. Mình thấy cách chan cũng khá là hay đấy. Rồi, sau khi như thế này, chúng ta sẽ làm động tác xoay. Đó. Khá là hay. Xoay lại thì đương nhiên cái đầu nó sẽ xoay theo. Thì chúng ta sẽ được cái phần đựng lưng xe. Đó. Tiếp theo là đến cái phần chân. Cái phần chân đây thì trước tiên là chúng ta phải lắp cái phần tay đã. Cái phần tay chúng ta phải đưa vào rồi sau đó chúng ta mới đưa chân lên được. Các bạn lưu ý cái điều này. Về phần tay thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ gập cái bàn tay lại đây. Bàn tay này chúng ta gập vào trong. Đó. Đơn giản vậy thôi. Rồi, như thế này này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái bàn tay này lên đây. Như vậy đã.
Cái chỗ này là cái thao tác khó nhất của quá trình transform con này. Đó là chúng ta sẽ phải lựa lựa cái phần tay đưa vào. Thì chúng ta sẽ xoay ra này này các bạn này. Xoay này. Chỗ này mình thấy cái khớp cầu đây này, cái khớp cầu này này nó khá là mỏng ấy, cho nên là trong quá trình transform các bạn sẽ lưu ý cái chỗ này nhá. Nếu như chúng ta lực quá mạnh hoặc là thao tác quá nhanh là có thể sẽ gây ra gãy đấy. Thực sự là như thế, tại vì mình thấy nó nhựa nó mỏng mà đã thế nó lại còn mềm mềm ấy. Cho nên là các bạn transform phải lưu ý. Đó. Rồi chúng ta sẽ đưa nó vào thôi. Đấy thì chỗ này chúng ta cũng sẽ lựa này. Đó và lắp cái phần đầu lại luôn. Đó như vậy là chúng ta đã xong được 70% rồi. Cái phần đầu xe. Bước tiếp theo thì chính là cái phần chân ấy. Tại vì lúc nãy chúng ta chưa lắp hẳn cái chân này vào đâu. Các bạn sẽ lưu ý đây này, đây có một cái gờ này. Đó và trên đây có một cái lỗ, chúng ta sẽ bắt buộc phải cài được nó vào thì nó mới chắc được. Đó. Bên này cũng vậy. Rồi. Sau khi xong cái bước đó thì bước cuối cùng là chúng ta cài hai cái cánh hai bên này vào thôi. Thì cái này nó đơn giản thôi, chúng ta lựa là được. Tuột thôi. Tại vì cái chỗ này nó là cũng chỉ là khớp cầu thôi mà. Cho nên là cũng khá là dễ bong. Đó, thì bước cuối cùng là chúng ta lắp nó lại thôi. Cài nốt cái phần cuối cùng này lại. Nó sẽ có mấy cái chỗ để cài đấy, các bạn lưu ý nhé. Rồi, như vậy là mình đã transform xong từ dạng robot sang dạng xe. Đó, hướng dẫn các bạn khá là kỹ cũng như là chi tiết rồi. Thì mình thấy là cái cách transform của con này khá là hay, không phức tạp nhưng mà cũng không phải là quá đơn giản, và trans rất là hay. Và dạng xe đấy nhá thì nói chung là cũng khá là khít. Đó, dạng xe thì nói chung là khá là khít. Chỗ này mình chưa lắp kỹ thôi, nó hơi hở, trông nó hơi hở này. Nhưng mà mình chưa lắp kỹ thôi, mình lắp kỹ thì có thể là sẽ khít hơn. Đó. Thì rất là nhỏ. Cái cỡ con này đúng như mình đã nói rồi đấy, là cỡ như kiểu size đi lắc thôi. Cho nên là nó rất là nhỏ. Đó. Thì được sơn một cái lớp màu bạc bạc và khá là bóng. Nói chung là khá là đẹp. Và đúng như con này trong phim thì màu nó là màu bạc như thế này. Rất là đẹp. Và cái gương xe này thì được làm bằng nhựa mềm này. Rất là mềm luôn. Đó. Và khi con này ở dạng xe thì không thể lắp được cái gì cả. Như mình đã nói, phụ kiện thì chúng ta có hai cái kiếm và hai khẩu súng. Nhưng mà ở dạng xe này thì chúng ta sẽ không lắp được vào đâu cả. Dạng xe này thì để dạng xe như này thôi. Nó trông rất là thể thao, rất là khỏe mạnh. Trông cảm giác rất là kiểu xe đua thể thao rất là nhanh nhẹn. Đó, chúng ta sẽ không lắp được các cái phụ kiện kia vào đâu cả. Đấy, và mình nói luôn về mức giá của con này nha các bạn nhé. Thì con này lại còn rẻ hơn cả con LS07 cơ. Nó rẻ hơn vài chục nhân dân tệ ấy. Thì cái mức giá của con này chỉ tới rơi vào tầm 600 hoặc 650 thôi. Đó, thì mình thấy là cũng khá là đáng mua, khá là đáng sở hữu. Mình thì mình sưu tập đủ các cái dòng LS rồi, từ LS01 đến con này là LS08 rồi. Cho nên là bất kể con LS nào ra thì mình sẽ mua đủ thôi. Và quan trọng là mình thấy là nó cũng đáng đồng tiền các bạn nhé. Nó cũng đáng đồng tiền. Chúng ta bỏ ra 600 nghìn nhưng mà được một cái sản phẩm nó nói chung là khá là đẹp. Đẹp cả dạng xe, đẹp cả dạng robot. Đó. Thì các bạn khuyên thật các bạn là cũng nên mua. Đó. Còn trừ các bạn nào mà
không thích hàng của BMW từ đầu rồi thì thôi, chứ còn mình thấy là thực sự nó rất là đáng tiền đó. Rồi, thôi clip review em LS08 của mình đến đây kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong các clip tiếp theo. Bye bye. Vù 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 vù.